Vâng, hello, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị các bạn cùng toàn thể các bác đang xem trên kênh YouTube của Thắng Hoàng Audio. Mọi người đang xem video clip hãy nhấn đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất, giới thiệu những sản phẩm mới nhất bên cửa hàng Thắng Hoàng các bác nhé, cũng như là ủng hộ bên cửa hàng Thắng Hoàng. Đầu video thì Thắng Hoàng xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị các bạn. Trong video clip ngày hôm nay, Thắng Hoàng sẽ quay giới thiệu lại cho mọi người một cái dòng đẩy mà tối qua Thắng Hoàng livestream. Trong cái buổi livestream thì buổi tối thì ánh sáng nó mờ ảo, thứ hai nữa là nó không đảm bảo đó cái chi tiết sắc nét cho mọi người bởi cái tốc độ đường truyền 3G 4G. Đấy, thì đây là cái video Thắng Hoàng quay nó chỉnh chu hơn để mọi người nhìn về cái hình thức cũng như là linh kiện hoặc tất cả những cái chi tiết nhỏ gọn để mọi người có thể nhìn kỹ. Đây là một dòng đẩy của B3, thì B3 thương hiệu B3 thì các bác cũng biết rồi, chất âm nó rất là hay đối với từng những sản phẩm của B3 như là những dòng loa, những dòng đẩy đấy. Thì bây giờ thì ở bên cửa hàng Thắng Hoàng đây thì có hai mẫu sản phẩm, một dòng công suất 600W và một dòng công suất 400W, gọi là hai model đấy các bác. Thì ở đây thì hai model 2400 và 2400, phiên bản này là phiên bản cao cấp của B3. Thì phiên bản này nó tích hợp đầy đủ những cái tính năng tối ưu nhất như là bộ xử lý tín hiệu đầu vào cũng như đầu ra để nó đạt được chất lượng âm thanh tốt, và những cái linh kiện như là tụ hay là nguồn đồng đấy, thì nó đảm bảo cho các bác là cái áp nó khỏe, nó đảm bảo nó không còn bị tình trạng nóng tụt áp đấy, hay là bị phù tụ nữa các bác nhá. Thì những phiên bản cũ thì nó hay có những cái vấn đề là nó lỗi về cái vấn đề là lỗi vặt và cái vấn đề công tắc thì nó hay lẹt xẹt. Thì bây giờ cái B3 này nó đã hội tụ là nó khắc phục những cái tính năng ưu việt hơn rất là nhiều đấy, không còn những cái công tắc rườm rà như những cái đời cũ nữa. Bây giờ đã tích hợp lên cái màn hình điện tử rồi các bác nhá, đấy, rất là chuẩn chỉnh luôn. Về hình thức của cái mẫu model mới này cũng khá là bắt mắt, khá là đẹp đấy. Mọi người đặt những cái con đẩy này vào trong những cái bộ tủ linh kiện thiết bị của nhà mình đấy, bộ tủ karaoke của nhà mình cũng rất là nổi bật. Hình thức gân guốc rất là khỏe khoắn, màu đen rất là đẹp đấy, có màn hình DSP hiển thị sang trọng. Và dòng đẩy này cũng rất là thích hợp cho các bác dùng gia đình với mức công suất là 400 và 600, có thể chơi được 2 đôi 30 hoặc có thể chơi được 1 đôi 30 hoặc 2 đôi 25, tùy theo mọi người, tùy mẫu cho mọi người lựa chọn nhá. Và chiếc đẩy với cái model 2600 thì nó sẽ là 3.700.000 đồng, và cái model 2400 sẽ là 3.100.000 đồng, tất cả đều bao gồm phí ship. Và với cái model 2600 thì mọi người có thể sử dụng được 2 đôi loa bass 30 ở trên con đẩy này, và với cái model 2400 thì mọi người có thể sử dụng được 2 đôi 25 hoặc 1 đôi 30 đấy. Rất là đẹp, rất là khỏe và rất là vừa vặn túi tiền cũng như là vừa với cái mức độ gia đình sử dụng nha mọi người nha. Dòng đẩy này thì dòng đẩy nó chất lượng âm thanh rất là tốt. B3 thì thực sự ra từ xưa đến nay vang loa đẩy hay là bất cứ cái gì của dòng B3 nếu như hàng chuẩn thì nó luôn luôn đem lại được những cái tiêu chí tốt nhất cho mọi người sử dụng đấy. Vâng, các bác có thể theo sát Thắng Hoàng vào những chiếc đẩy này các bác, để các bác nhìn cho nó rõ hơn đấy. Những cái đường gân thiết kế của mặt trước của con đẩy này trông vô cùng khỏe mạnh đấy. Với những cái đường viền tạo nên lên những cái đường viền như thế này, các bác có một những cảm giác con đẩy nó rất là khỏe, nó rất là chất, nó rất là gọi là nó có một cái sức mạnh, cảm giác là nó rất là đáng yêu đấy. Ở giữa trung tâm điều khiển của con đẩy thì nó sẽ có một tích hợp một màn hình DSP, nó bao gồm phím bấm volume để cho các bác chọn chức năng như là căn chỉnh âm lượng giữa hai kênh nó tương đối đồng nhau, hoặc là chế độ limiter đầu vào chọn công suất bao nhiêu phù hợp để đánh với loa của nhà mình, cũng như là chế độ chọn đánh chập kênh hoặc là đánh linh tín hiệu đấy. Đây Thắng Hoàng có thể bấm cho các bác xem nha. Đầu tiên nó sẽ hiển thị chế độ nhiệt độ. Khi các bác không sử dụng đến những cái volume này nữa thì nó sẽ chuyển sang dãy đèn nháy đấy, để cho nó báo cho các bác là con đẩy đang hoạt động rất là ok.
Đây các bác có thể xem, nó hơi mờ chút nha. Thắng Hoàng sẽ bấm cho các bác xem nha. Tích hợp cái này là volume mặt trước này. Thì bây giờ Thắng Hoàng bấm cho các bác xem nha. Đấy, đây là điều chỉnh chế độ âm lượng khi mà khởi động là 25, tùy theo các bác. Các bác muốn tăng chỉnh bao nhiêu tăng chỉnh nhá. Đấy. Để 10, để 20, để 0 cũng được, thoải mái. Đấy, cái volume này nó tuyệt đối là nó chuẩn chỉnh luôn các bác ạ. Nó không giống như volume cơ thì nó không hiển thị những cái con thông số kỹ thuật. Đấy. Tiếp theo đó nữa là các bác có thể chọn chế độ stereo này. Đấy, stereo hoặc là linh tín hiệu này. Đấy nhá. Đấy, các bác Braille chế độ chập kênh này, stereo này. Đấy. Đấy. Tiếp theo đó nữa là chế độ limiter, các bác có thể chọn được cái ngưỡng công suất để cho các bác sử dụng nó hợp lý với loa của mình, có thể là chọn 500W hoặc có thể là chọn 400, 300, 200 tùy theo thuộc cái mức độ loa của các bác dùng. Nếu các bác không ok ở cái mức công suất nào thì các bác có thể để ở chế độ on F thì nó sẽ hiệu quả là 600W một kênh. Đấy, ok, phải không ạ? Đấy. Không còn công tắc, không còn còn phải lo vệ sinh lâu ngày, phải vệ sinh lẹt xẹt. Thì cái này nó là công tắc ẩn, công tắc này nó được bao bọc rất là cẩn thận, không thể có bụi vào, cho nên là các bác yên tâm về cái độ bền. Đấy. Tiếp theo là về bên trong. Bên trong thì đây các bác, nguồn đồng to tự nhiên. Đấy. 8 tụ 80V, phiên bản cũ là nó chỉ có 50V 8 tụ thôi các bác nhá. Đây là 8 tụ 50V à 8 tụ 80V. Đây ạ, 8 tụ 80V, áp rất là khỏe, rất là đầy đủ luôn. Linh kiện dán rất là chuẩn. Linh kiện cả dán thì nó sẽ chuẩn chỉnh hơn những cái linh kiện nổi rất là nhiều. Đấy. Hộp sò và MOSFET nó nằm ở mặt dưới các bác nhá. Đấy, sò này sò NJWK. Mọi người mua thì chỉ cần cần chuẩn chỉnh nhất là công suất bao nhiêu, mình đang dùng loa bao nhiêu, liệu có đánh được hay không thì Thắng Hoàng báo chuẩn cho mọi người luôn. Công suất 600W này, máy khỏe như này, đánh 2 đôi 30 thoải mái, và công suất 40 400 ở phía dưới thì sẽ đánh được 2 đôi 25 cũng như là 1 đôi 30 vô cùng khỏe. Đấy. Tích hợp tất cả dơ le chống sốc, đầu nguồn, lọc nguồn và cầu trì nguồn rất là đầy đủ luôn. Phiên bản này thì các bác yên tâm, không còn cái tình trạng lỗi vặt nữa. Dùng tiếng rất là hay. Tiếng rất là hay. B3, cái nhược điểm của dòng đời cũ nó là bị lỗi lẹt xẹt các cái công tắc, cho nên là hơi ngại thôi. Chứ còn đời mới này thì thực sự ra chất âm nó rất là hay và độ bền rất là cao. Đấy. Thì nó không còn những cái công tắc ở phía sau nữa, nó đã tích hợp về mặt trước rồi, cho nên là phía sau nó không có công tắc. À, dòng này nó chỉ sử dụng nó dỡ một cái là nó sử dụng nó chỉ có mỗi mình cái chạm vặn loa này thôi, nó không chế thêm các nút chích các bác nhá. Đấy, nó hơi dỡ một cái điều này, đây là cái dỡ nhất của cái dòng này, là nó cắt mất cái phần rắc nút chích rồi, mà nó chỉ tất cả nó tổng hợp vào cái vặn này thôi. Đấy, mà cái điều này nó cũng khá là hay, khá là tiện dụng cho các bác có thể sử dụng được rất là nhiều điều. Thứ nhất là các bác có thể dùng cả rắc Canon này hoặc là rắc 6 ly này, nó không giống phiên bản cũ là nó chỉ sử dụng mỗi mình rắc Canon, cái này nó có thể thêm tích hợp thêm rắc 6 ly. Đấy, nếu như các bác có bất tiện ra, có lỡ chưa có dây rắc Canon thì các bác có rắc 6 ly này các bác vẫn dùng thoải mái. Đấy. Tất cả thông số tem mã vạch thì nó nằm ở đây. Đây là công nghệ của Ganami, nó là Đức. Đấy. Quạt làm mát. Máy chạy rất là êm và rất là mát. Chất lượng âm thanh rất là tốt. Đấy. Và Thắng Hoàng báo giá lại cho mọi người một lần nữa nha. Đấy là cái model này này. Thì nó là 3.700.000 đồng. Số điện thoại của Thắng Hoàng đây. Các bác có nhu cầu thì các bác hãy liên hệ cho Thắng Hoàng 0969800985. Và bây giờ là Thắng Hoàng cho các bác xem cái ruột của cái model 400 với mức giá tiền 3.100.000 đồng. Tất cả bao gồm phí ship đây ạ. Đây là model 400 thì nó sẽ là công suất nó thấp hơn, nó vẫn là như một, nó sẽ cắt giảm đi 4 con sò, tại vì công suất nó có như vậy thôi, nó có 400 thôi thì nó sẽ cắt bớt đi, nguồn nó cũng sẽ bé hơn một chút. Đấy, nhưng mà cái dòng này nguồn cấp nó rất là cao, tụ nó cao hơn phiên bản cũ, áp rất là khỏe, chạy rất là ổn định luôn, tiếng tròn chỉnh luôn cho các bác, sáng tròn. Đấy. Vâng, thì cũng rất là cảm ơn các bác đã theo dõi video của Thắng Hoàng nha.
Tôi xin được chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc. Và xin chào tất cả mọi người.